Giới chức Nhật Bản thông báo nhóm 4 chiến hạm Trung Quốc đã di chuyển qua eo biển Shoya và hướng tới vùng đặc quyền kinh tế của Mỹ ngoài khơi bang Alaska. Lực lượng này gồm một tàu tuần dương hạng nặng Jeep 055, một tàu khu trục phòng không Jeep 052D, một tàu tiếp vận Jeep 093 và một tàu do thám mang số hiệu 799. Trung Quốc xem Jeep 055 là tàu khu trục, nhưng Mỹ gọi đó là tàu tuần dương. Sau báo cáo của Nhật Bản, tuần duyên Mỹ cũng cho biết trong chuyến tuần tra thường kỳ ở biển Bering và vùng Bắc Cực hôm 30 tháng 8, tàu tuần tra Berthoff đã phát hiện và thiết lập liên lạc vô tuyến với biên đội tàu hải quân Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Mỹ ngoài khơi quần đảo Aleutian. Tương tác giữa hai bên đều tuân thủ quy tắc và luật pháp quốc tế. Lực lượng Trung Quốc không xâm phạm lãnh hải Mỹ. Aleutian là chuỗi đảo núi lửa trải dài từ đất liền Alaska đến rìa phía tây biển Bering. Đây là nơi có thời tiết khắc nghiệt nhất và lãnh thổ hoang vắng nhất trên lục địa Bắc Mỹ, nhưng có vai trò chiến lược.